đúng mà nó gọi là đánh lừa thị giác, nó làm cho không gian rất là rộng khi mà các bạn chụp hình, và nó có những cái chiều sâu khác nhau, cho nên là thật sự là khi lên hình rất là lung linh như vậy. Nhưng mà quán tiên nhỏ nhỏ nhưng mà khi bạn mở camera điện thoại lên sẽ thấy hoàn toàn khác, cho nên chính vì vậy mà nó gọi là đánh lừa thị giác. Mình nhận được những cái comment ở dưới á, thì mọi người bảo là sử dụng app gì mà hay vậy, sẽ không chỉ. Rồi có những bạn nói là đang diễn hả, có nghĩa là mình đang ngồi trên cái ghế thật mà các bạn nghĩ là mình đang tạo một cái thế đang ngồi, có cái ghế nó nằm trên tường đó. Tất cả là những cái điều đó không ai tin hết, đến nỗi mà ngay cả người thân của mình, ngay cả những người bạn ở bên Mỹ, khi mà bị kẹt họ không thể về Việt Nam á, thì mình cũng gửi hình cho họ luôn, mà họ ban đầu họ cứ tưởng là đó là phải đi kế. Thì tụi em cũng gọi là lên Sài Gòn chơi thôi anh. Thì cứ tình cờ đi qua cái quận 4 này nè, thì tụi em thấy một cái quán cũng khá là bé bé xinh xinh này nè. Thì tụi em thấy cái không gian quán cũng khá là đẹp, nên là tụi em quyết định vô là để tìm hiểu xem quán này như thế nào. Nhưng mà thực sự ra thì vô quán đẹp hơn những gì em nghĩ, khi mà nhìn ở bên ngoài với lại nhìn so với nhìn bên trong. Trước khi bước tới quán này, mình cũng đã xem qua một số hình ảnh trên mạng á. Mình khá là tò mò, bất ngờ. Vì mình coi một số hình ảnh các bạn check in á, thì mình không nghĩ đó là cái hình ảnh thật nó sẽ như vậy đâu. Mình nghĩ là các bạn chụp hình xong Photoshop cái phần nền nó thành cái kiểu tranh vẽ. Nhưng mà mình nhìn kỹ cái hình thì lại thấy là ủa, đâu có phải là Photoshop đâu. Photoshop đâu có được chi tiết đến như vậy. Thì tới đây thì đúng là thấy là mình cũng đoán là tất cả các cái bàn ghế sẽ được vẽ và bo như vậy theo cái kiểu tranh truyện tranh. Thì tới thì rất là bất ngờ và thấy đúng như cái gì mình tưởng tượng. Thì cái này là chắc là cái đầu tiên mà mình đến trải nghiệm thực tế. Thì mình cũng nghĩ là giá như mà quán mình nó rộng hơn thì mình sẽ tiếp đón được các bạn nhiều hơn, và đó sẽ là trong tương lai mà mình có thể làm nào. Khi mà làm ăn được thì mình sẽ nhân rộng nó ra.